hé lộ thân phận đặc biệt của chị Đại và thế lực khủng đứng sau hậu thuẫn mọi mặt trận cho Hồng Loan. Mới đây trên trang chính chủ của mình, Hồng Loan con gái nghệ sĩ Vũ Linh lần đầu hé lộ về người chị luôn đồng hành xuyên suốt lo lắng chăm sóc cho cô hơn cả em ruột. Hồng Loan tâm sự, chắc em được ba đưa đẩy để em được gặp chị và chị rất giản dị, vui vẻ ôn hòa, không YouTube, không TikTok, bình dân y như ba. Vậy không chỉ riêng một mình em mà chị còn quan tâm chia sẻ cho cả các em út con cháu của ba. Nhân đây em xin phép thay mặt ba và gia đình ba gửi đến chị lời cảm ơn sâu sắc nhất. Nếu không có chị thương và chăm sóc em thì gia đình chắc em không bình ổn như ngày hôm nay. E cảm ơn chị và kính chúc chị luôn nhiều sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Được biết, người chị mà Hồng Loan nhắc tới là chị Ni. Mặc dù ít xuất hiện trên mạng xã hội, nhưng cực kỳ quyền lực và hay giúp đỡ mọi người. Chị Ni không những mạnh về kinh tế, mối quan hệ ngoài đời, mà ngay cả trên mạng xã hội cũng vô cùng có tiếng nói. Được chị Ni ủng hộ là một điều vô cùng may mắn của Hồng Loan. Thế nhưng, không chỉ có chị Ni đang hậu thuẫn, mà bên cạnh Hồng Loan đang có một thế lực khủng, cực kỳ lớn mạnh. Thế lực khủng ấy chính là sự ủng hộ của đông đảo khán giả, dư luận đang gần như nghiêng hẳn về phía cô. Mỗi lần xuất hiện đăng tải trạng thái trên mạng xã hội, Hồng Loan nhận được lượng tương tác và ủng hộ vô cùng lớn. Đặc biệt mới đây, con gái nghệ sĩ Vũ Linh đã đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng. Cô kêu gọi xin thông tin của những khán giả đã từng quyên góp cho việc xây mộ, cúng thất, chuyển khoản phúng điếu, từng chuyển tiền cho bác Thành, Hồng Phượng, cô Hồng Nhung, chị Kim Nga và chồng của Hồng Phượng, và những người từng đứng ra nhận tiền. Hồng Loan quyết định thu thập toàn bộ thông tin để nhờ chính quyền, cơ quan chức năng vào cuộc, nhằm mục đích lấy lại danh dự cho ba Vũ Linh, để ba được an lòng. Quyết định này của Hồng Loan được đông đảo khán giả ủng hộ. Có lẽ với hành động này, mọi chuyện về tiền bạc sẽ được làm sáng tỏ trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất đến với quý vị.